Chào mọi người, thì như mọi người đã biết, khi mà mình muốn đạt được một cái điều gì đó thì nó phải hội tụ đủ những cái tố chất thì mình mới làm được. Ví dụ cụ thể, khi mà mình muốn áp dụng cái phương pháp đánh để mà tạo ra được một cái biên độ lợi nhuận an toàn, có nghĩa là gồng lãi dày và cái số thiệt hại nó ngắn, thì nó cần có ba cái yếu tố trụ cột sau. Cái thứ nhất á, là nền tảng tư duy về tài chính. Cái thứ hai đó chính là cái số liệu thực tế. Chớ trêu rằng á, là cái số liệu thực tế này là cái mà mình đã đạt được rồi thì mình mới tin và mình nuôi lớn cái niềm tin đó được. Còn chưa có cái số liệu này á thì không bao giờ mà mình dám làm được mấy cái điều mà vượt qua cái nỗi sợ hãi đó. Và cái thứ ba nó gọi là cái kỹ năng hoặc là cái chiến lược thực thi đấy. Khoảng cách giữa lý thuyết với thực tế là nó khác nhau. Thực tế nó không có triển khai được cái lý thuyết tại vì thiếu ba cái này, và đặc biệt á là cái này, cái số liệu thực tế này nè đó. Phải chính bản thân mình đạt được cái số liệu thực tế này qua cái thống kê rất là nhiều, cái số lượng đủ lớn càng tốt thì nó mới hiện lên cái số liệu thực tế minh bạch này, thì lúc đó mình mới có thể làm được những cái điều mà đám đông á họ không có dám làm. Rồi thì tiếp theo trong cái chuỗi về cái xác suất thống kê á, thì việc sẽ nói về ba cái chủ đề trụ cột đó. Thứ nhất đó là phần tư duy về tài chính. Đây là cái phần nền tảng để mình biết là tại sao cái hành động của mình á, là hợp lý. Trước khi đi vào cái số liệu về trading thì mình sẽ điểm qua về cái tư duy đầu tư kinh doanh truyền thống trước để mà thấy được cái điểm chung, và mình cũng lấy những cái điều cốt lõi đó để mà áp dụng qua. Ví dụ mình mở một cái quán cà phê và bắt đầu vận hành. Sau 1 năm thì mình có được cái số liệu thực tế như sau: 8 tháng nóng nực thì mình lãi được 100 triệu đồng, đó là mua mà bán đắt. Rồi 4 tháng ế ẩm là vào cái mùa ế á, thì bị lỗ là 50 triệu. Đó là kết quả và sau 1 năm. Như vậy tổng kết lại cái hiệu quả kinh doanh thì là lãi được 50 triệu đồng. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích cái bài toán về tài chính căn bản đó. Tư duy của một cái nhà đầu tư nó khác với lại tư duy của trader như thế nào? Đối với trader á, là một cái người triển khai, tiếng Anh nó gọi là thực thi đó, có nghĩa là thực thi cái kế hoạch, cái ý tưởng. Còn cái thằng nhà đầu tư này á, là cái thằng nó phải đứng ở trên cùng để mà nó giám sát toàn bộ cái hiệu quả của cái hoạt động trading đó. Đây đầu tư nè, giống như là trên chương trình sắp tăng á, thì mọi người cũng thấy thông thường trước khi mà góp vốn vô một cái dự án nào đó thì thường không có cái nhà đầu tư nào mà họ ném tiền qua cửa sổ, có nghĩa là đầu tư vô cái lĩnh vực mà họ không có kiểm soát được cái đầu ra đầu vô, cái hiệu quả như thế nào, tiềm năng như thế nào. Nếu mà họ không nắm được á thì không có ai ngu gì mà đem bước tiền vào những cái lĩnh vực mà mình không kiểm soát được hết đó. Thì cái thằng nhà đầu tư này á, nó phải hiểu đọc được những cái số liệu, cái kết quả, rồi nó đánh giá được cái mức độ an toàn và mức độ hiệu quả khi mà tiếp tục cái việc kinh doanh này. Đấy, đó là tư duy của nhà đầu tư. Thì nhà đầu tư á, họ cần có cái kiến thức tài chính nền tảng, đó là lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ cho chi phí. Quay lại cái bài toán ví dụ trong kinh doanh truyền thống vừa rồi, thì doanh thu là 100 triệu, chi phí là 50 triệu. Như vậy cái biên độ lợi nhuận lãi được là 50 triệu. Và nhà đầu tư á, người ta quan tâm như vậy, trung bình á, là hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, người trung bình một khách mang lại
lợi nhuận là bao nhiêu đó, khi mà làm ăn thuận lợi. Rồi, đó là cái căn bản nhất của cái kinh doanh truyền thống. Bây giờ mọi người hãy nghiệm lại một ít rồi mình sẽ áp dụng vào cái trading nó như thế nào. Rồi, đối với cái trading á, thì cái vai trò của nhà đầu tư á, nó nằm ở đâu? Khác biệt gì giữa cái đầu tư với cái trader? Thường thường á, khi mà mình biết đến cái lĩnh vực trading á, là nhảy vô á, là mình trade liền. Nhảy vô là mình làm trader liền. Nhảy vô là mình chỉ là quan tâm tới mỗi cái việc cái là mua ở đâu, chốt lời ở đâu, cắt lỗ ở đâu. Đó là cái công việc của trader. Còn cái công việc của nhà đầu tư á, là mình phải hiểu được là cuối cùng á, khi mà mình áp dụng cái phương pháp đó đó, rồi nó mang lại cái biên độ lợi nhuận như thế nào. Tập trung vào cái lợi nhuận. Rồi, thị trường tài chính á, nó có rất là nhiều. Forex, cổ phiếu, hàng hóa, crypto. À, ví dụ một số thị trường phổ biến hiện nay. Giờ cái phương pháp á, thì nó có nhiều loại. Thứ nhất là giá trị. Thứ hai nữa là theo cái quản lý vốn, thống kê, theo trend. Và thứ ba nữa là những cái loại hình mà nó tiềm ẩn những cái rủi ro cao. Trade ngắn hạn, trade trong ngày, đánh copy, đánh nhồi lệnh với volume, hedging đủ kiểu. Rồi, tiếp tục về cái tư duy của nhà đầu tư. Thì trước khi mà bắt tay vào trade á, thì nhà đầu tư á, người ta cần phải biết được là cuối cùng á, là trong cái thị trường này dòng tiền nó luân chuyển như thế nào. Có nhiều cách tiếp cận lắm. Chẳng hạn như mọi người nghĩ rằng cái thị trường vốn nó là nơi để mà cung cấp vốn cho doanh nghiệp, nó là nơi để định nghĩa theo cái góc độ là vĩ mô, vi mô, rồi phân tích kỹ thuật này nọ, nhiều cái cách định nghĩa. Tuy nhiên, đối với FX Việt thì mình không có hiểu theo những cái kiểu như vậy, mà mình chỉ quan tâm á, là tại sao bị lỗ, rồi cái tiền lỗ đó nó đi về đâu. Thì dưới cái góc nhìn như vậy á, thì mình định nghĩa cái thị trường tài chính này á, nó y hệt như là một cái sòng bạc hợp pháp. Thay vì á, mình đi đánh bạc ở ngoài á, là bị hốt liền. Còn lên đây á, mà không có hiểu được cái luật ngầm á, thì bị hợp pháp mất tiền. Đó. Thì mình đặt nặng cái vấn đề á, là được với mất nhiều hơn là những cái thứ mà phổ biến trên mạng, trong tài liệu giáo dục này nọ. Tại vì cuối cùng thì cũng chỉ là được với mất. Rồi, thì trên sàn á, trader bị thua lỗ. Mấy cái nhóm mà trader bị thua lỗ này nè, nó sẽ chuyển tiền thua đó cho sàn. Ví dụ như hôm nay vốn là 1.000, sau một cái trận bão bị lỗ hết 500 đồng, đó, thì cái tiền lỗ đó, nó sẽ chảy vào túi sàn. Rồi sàn giao dịch á, nó sẽ trả cho cái thằng thắng tạm thời, cái thằng thua với lại cái thằng thắng tạm thời nè, nó là thuộc cái nhóm mà nó có cái phương pháp đó, nó tiềm ẩn cái rủi ro rất là cao, là đánh ngắn hạn, đánh copy, giống như là cái những cái hình thức mà ở cái live trước đó mình đã đề cập đó. À, thì nó chỉ chuyển qua cái thằng thắng tạm thời này, là mấy đứa mà hôm nay nhồi lệnh rồi nó ăn được rất là nhiều, rồi thường hay khoe đó. Đó là những cái nhóm mà thắng tạm thời rồi, rồi sau một thời gian qua ngày hôm sau thì cái nhóm mà thắng tạm thời này nó sẽ lỗ lại, rồi nó trả tiền ngược lại về sàn. Rồi cái nhóm mà bữa trước lỗ á, thì nó sẽ thắng. Nó cứ bấp bênh, nay được mai mất. Rồi cái tiền á, nó luân chuyển qua lại. Để chỉ một cái số ít á, là
những cái nhóm này rất là nhỏ, nên chắc chắn thắng. Mọi người có thể vào cái trang chủ của những cái sàn giao dịch, nhất là những cái sàn châu Âu hay châu Mỹ, thì nó bị cái cơ quan quản lý bắt buộc phải ghi một cái dòng. Có sàn nó ghi là cảnh cảnh cáo, giống như là hút thuốc lá thì có nguy cơ ung thư phổi vậy. Nó bắt buộc nó phải ghi rõ cái số liệu như vậy luôn. Nó ghi là 80 mấy% những cái trader giao dịch sàn nó là bị lỗ đó. Có nghĩa là cái phần rất là lớn cứ trade là nó sẽ vô cái nhóm này nè, trader ngày hôm nay lỗ, cái mai thắng một lỗ, nó cứ lên vô xuống chó miết như vậy. À, và cuối cùng á là cái kết quả giao dịch á là nó chỉ đi như thế này. Đây, cái kết quả giao dịch á là nó sẽ như thế này. Hôm nay lời rất là nhiều, cái tới mai sụp cái lỗ lại, cái mai gặp sóng đẹp càng lại, rồi bốt cái lỗ lại, nó cứ như vậy nè. À, sàn giao dịch á thì nó khoái mấy người á mà trade theo cái kiểu mạo hiểm đó lắm, tại vì nó thừa biết á là thế nào đi nữa là tiền á nó cũng chỉ là chảy qua chảy lại thôi, còn nó đứng cửa giữa là đợi tới một lúc á mà vượt cái tầm kiểm soát rồi, cái tâm lý giao dịch nó bất ổn lên rồi là nó đốt tài khoản, lúc đó là tiền về túi của sàn. Rồi tiếp tục về cái khác biệt của cái tư duy của cái nhà đầu tư với lại tư duy của con bạc là như thế nào. Tư duy của cái nhà đầu tư á, như mình đã nói thì cái phương pháp đầu tư á mà hiệu quả thì nó có hai hai cái nhóm đứng đầu hiện nay á, là cái đầu tư giá trị với lại cái đầu tư theo trend. Trend, nếu mà nói chỉ nói theo trend không á thì nó không có thể hiện được cái cách làm thực tế, là gọi cái từ là position thì nó sẽ chuẩn hơn, tại vì nó sẽ bao hàm những cái hành động ở trong đó, do đó mình tạm gọi nó là cái thống kê quản lý vốn. Thì đối với cái tư duy của nhà đầu tư thì họ xem cái trading là cái công cụ, giống như một cái nhà đầu tư họ có tiền, họ đầu tư vào một cái công ty cổ phần đi, và họ cái trading á là cái đội kinh doanh á, là cái đội thực thi, đội triển khai làm sao để mà gia tăng được cái doanh thu và giảm cái chi phí, thì cái trading là cái bộ phận kinh doanh, còn cái nhà đầu tư là cái người mà người ta nhìn vô một cái doanh nghiệp đã hoạt động rồi, có cái kết quả thực tế rồi, họ đánh giá được cái tiềm năng thì họ mới quyết định rót vốn vào. Đó, thì cái tư duy của nhà đầu tư là người ta sẽ nhìn vô cái con số để mà người ta đánh giá cái mức độ hiệu quả. Nhà đầu tư thì chắc chắn á là người ta phải có cái hiểu được cái bài toán tổng thể, nhìn vô cái kết quả kinh doanh rồi người ta đánh giá được dựa trên cái con số trung bình sau một thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Và cuối cùng á thì nó vẫn là tổng lãi trừ cho tổng lỗ, thì nó ra được cái lợi nhuận trung bình. Thì đối với cái phương pháp đầu tư á thì nó có nhiều nhiều kiểu lắm. Ví dụ như đọc tới đây đi, thế nào á mọi người sẽ hiểu á là chỉ cần là đánh lãi cho thật là to thì như vậy á, thì cái lợi nhuận này nó sẽ cao lên chứ gì. Đó chính là cái lỗ hổng lớn nhất của cái định hướng, là phải vừa tăng trưởng lớn mà vừa phải an toàn. Nó có tới hai vế lận. Nếu mà chỉ tập trung vô cái tăng trưởng á thì nó có rất là nhiều cái phương pháp để mà nhồi volume, để mà tăng trưởng nhanh, thì nhồi kiểu đó trong một phiên một à là nó có thể là đạt được những cái tăng trưởng ít mấy lần tài khoản luôn. Nhưng mà cứ tiếp tục theo kiểu đó đó thì nó không có giữ được cái lời, có nghĩa là lời ngày hôm nay á qua hôm sau mất lại chăng. À, do đó cái định hướng á, là phải tăng trưởng lớn và phải an toàn cho cái đồng vốn chứ không, chứ nếu á, mà cái phương pháp đó đó ngày hôm nay á, nó giúp cho mình kiếm được gấp mấy lần cái sao cái nó sập lại lỗ lại kiểu này
Đó, cái nó cứ đi như thế này. À, thì như vậy á, tùy vô cái quan điểm của mỗi người, mà riêng Epic Việt thì đánh giá cái hiệu quả mà của mấy cái phương pháp mà nó lên lên dâu xuống chó kiểu vậy đó thì không có khả thi, không chỉ là cầm một cái số tiền nhỏ rồi đánh như kiểu giải trí, đánh như kiểu mà chơi bạc á, thì được, chứ mà cầm số tiền lớn á, thì không thể nào mà mạo hiểm kiểu như vậy. Rồi thì cái tư duy của con bạc á, thì nó lại nghĩ ngược lại. Con bạc á, thường á, nó chỉ quan tâm tới á, là mỗi ngày mỗi tháng á, thì nó kiếm được bao nhiêu, nghĩa là nó chỉ muốn biết á, là một trung bình á, là một tháng á, kiếm được bao nhiêu phần trăm, đều 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 như vậy. Và cái cách làm nào để mà chủ động chạy liên tục để mà đạt được con số đó, giống như cái kiểu mà chạy KPI, chạy target của những cái đội kinh doanh marketing trong những công ty truyền thống. Đặc biệt cái thị trường trading này không bao giờ làm được theo cái kiểu này, càng nghĩ ra những cái cách để mà chủ động đạt được cái mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn á, thì nó toàn nghĩ ra những cái kiểu rủi ro không. Rồi lãi lớn kèm theo cái rủi ro lớn y chang như vậy, lãi cái gì thì lỗ y hệt như thế. Có nghĩa là khi mà mình đặt một cái mục tiêu là mình phải đạt được một cái mức lãi liên tục như vậy trong một cái thời hạn, thì cái rủi ro nó y chang như cái cách mà mình đã thắng được. Chẳng hạn như là mình muốn là trong tháng này mình đạt được 10%, hiện tại là đã đạt được 5% rồi, làm cái cách gì để mà kiếm nhanh thêm 5% nữa. Thế là bắt đầu đập volume cho lớn hơn, hoặc là cứ liên tục hóng thị trường, vừa lên sóng cái là đánh đu theo liền à, để mà muốn là chủ động đạt được á. Rồi là cuối cùng á, là những cái kiểu trade đó, nó không bao giờ mà kéo dài được thời gian dài hết. Thắng ngày hôm nay qua làm sao là cũng thua lại chăng à. Thị trường giống như bị mù, nhưng mà nó có đủ cái thế trận để mà nó tạo ra một cái mức drawdown, là những cái lý do mà khiến cho mình đó lỗ. Lý do nó nhiều lắm, có những cái mình không có lường trước được, nhưng mà cuối cùng đó, vẫn lỗ. Vô một cái mùa đó rồi đó, nó lỗ đủ kiểu hết, và nó tăng cái số lượng lỗ nó lên rất là lớn, và nó bào mòn cái lợi nhuận kiếm được. Rồi phần đông á, là con bạc á, thì là dùng volume để mà đấu trí với thị trường, và dùng cái cảm tính. Cảm tính có nghĩa là không có cái phương pháp cố định nào cả, mà chỉ là nghe ngóng đầu này đầu kia, lượm lặt những cái mẫu thông tin ở khắp nơi hết, rồi lấy đó làm cái cơ sở đặt lệnh. Nó chỉ đơn giản là đánh theo cảm tính vậy thôi. Rồi còn dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ á, là những cái nhóm mà không có thắng cũng không có thua, mà đơn giản á, là quầy vốn á, đánh trong dài hạn xét lại thì nó không có ăn thua, nó không có tăng trưởng được. Rồi trade giống như trò tiêu khiển thôi, nghĩa là không có đặt một cái mục tiêu á, làm sao để mà thay đổi được cái tình hình hiện tại mà cứ tiếp tục như vậy. Và cuối cùng á, là đồ thị cái hiệu quả trade á, giống như là hình sin gì đó, lên xuống gì thôi. Rồi tiếp tục quản lý vốn á, nó không có giống với lại cái ngôn ngữ dịch theo cái nghĩa đen, tại vì cái thư viện trong từ điển ngôn ngữ tiếng Việt của mình á, thì khi mà nói tới quản lý vốn thì chắc hẳn á, sẽ dễ hiểu lầm á, là làm sao để cho đừng có mất tiền, nhưng mà làm sao để mà cho đừng mất. Không lẽ là giữ tiền khư khư không dám trade, hoặc là trade quá nhỏ để mà cho nó đừng có bị lỗ. Cái hiểu như vậy là không có đúng, mà phải giải thích cho nó cặn kẽ ra. Thì quản lý vốn á, nó có nghĩa là biên độ lợi nhuận lớn và an toàn và tối thiểu cái chi phí. Ở bên nước ngoài á, thì nó có những cái quỹ nó đặt tên là quản lý vốn, thì mình phải hiểu quản lý vốn nghĩa là vừa giữ tiền mà vừa phải làm cho tăng trưởng cái số vốn nó lên, chứ không phải là giữ giống như kiểu nhà băng vậy, chỉ giữ cái trả lãi nhỏ giọt đấy. Thì cái quản lý vốn á,
nó căn bản á, là cái cơ hội trừ chi phí, có nghĩa là cái số được nó trừ cho cái số mất thì nó tạo ra một cái biên độ lợi nhuận an toàn. Chẳng hạn như cái ví dụ ở đầu video đi, là mình nói á, là sau một năm cái lợi nhuận á, nó được 50 triệu, nhưng mà đối với một nhà đầu tư người ta đánh giá thì cái 50 triệu này nó còn nhỏ quá. Chẳng hạn như vô cái mùa Covid, vô cái mùa dịch dịch gần nghỉ bán không được, là chỉ sau thời gian ngắn là ăn hết cái tiền lời đó, là nó trở về cái tình trạng là lỗ đó. Thì do đó cái biên độ như vậy nó chưa có đáng để mà ta góp vốn vào, nó cần phải tối ưu hơn nữa. Thì cái cơ hội á thì nó kèm theo hai cái điều kiện. Cái thứ nhất là phải lãi lớn và là an toàn, hai cái này nó luôn song hành. Thiếu một cái á, là nó trở thành đánh bạc liền, thiếu một cái á, là nó chỉ có cái lời không á, mà nó không có an toàn á, thì nó giống y chang như là đánh bạc vậy đó, hên xui thôi. Còn hai nữa á, nếu mà nó quá an toàn á thì nó không có tăng trưởng được. Ví dụ như cầm một cái cục vốn khổng lồ mà đi lệnh cái chút xíu à, rồi là cuối cùng á, là ăn lời nó mỏng lét à, rồi thì làm sao mà tăng trưởng được, thì nó cũng không được. Đấy, do đó cái cơ hội á, là cái mà mình được á, là nó phải luôn luôn bao gồm hai cái điều kiện. Thứ nhất á, là phải lãi lớn, thứ hai là phải an toàn. Và để đạt được cái đó thì nó phải đánh đổi bằng cái thời gian. Không có cách nào á, mà mình có thể bắt cái thị trường nó lên trend và nó kéo dài một cái thời gian như mình mong muốn được hết. Cái việc á, mà thị trường nó kéo dài bao lâu á, đó hoàn toàn cái gì nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Mình càng cố đốt giai đoạn chừng nào á, thì là mình mất đi cái tiêu chí an toàn này chừng đó, và cuối cùng á là phá nát cái kế hoạch của mình hết trơn. Rồi cái chi phí này á, nó tùy vô cái kiểu trade. Có người đặt top loss á, thì cái chi phí là cái chuỗi thua lỗ ở trong cái mùa drawdown, rất là nhiều cái lý do dẫn tới thua lỗ, và nó cộng lại hết những cái khoản thua lỗ đó, gọi chung là cái chi phí. Những cái cách trade mà nó không dùng top loss đó thường á, ít lỗ lắm, mà khi lỗ một cái là tài khoản á, là nó hụt hết cỡ vài chục phần trăm, có khi cháy luôn. Rồi quản lý vốn á, tóm lại quản lý vốn không phải là kiểu trade chết nhát quá sợ hãi tới nỗi không dám trade vì sợ thua lỗ, do đó trade cái volume quá nhỏ so với cái đồng vốn. Thứ hai, quản lý vốn mình nên hiểu nó là với cái ý nghĩa như thế này: khi mà mình đang nghèo thì mình muốn giàu lên á, thì mình phải đặt cái tiêu chuẩn á, là giàu tăng trưởng bền vững, chứ không phải là muốn thoát nghèo bằng cách đó là ki bo dè sẻn rồi sống kham khổ. Rồi cái thứ ba, quản lý vốn á, chính xác á, là tăng lãi một cách an toàn đủ để mà bù qua hết những cái khoản lỗ, và nó tạo một cái biên độ lợi nhuận lớn. Do đó trước khi mà mình đi tiếp á, là mình phải hiểu cái ý nghĩa quản lý vốn nó là như vậy, để mà mình bỏ hẳn những cái kiểu trade lướt sóng. Tại vì trade lướt sóng á, thì cái cơ hội này á, nó vẫn có nhưng mà nó không có cái an toàn này. Rồi cái việc thứ hai á, cái vế thứ hai á, đó là phải biết á, là mình bị lỗ như thế nào, cái cách trade hiện tại của mình á, những cái lý do gì nó dẫn tới lỗ. Chẳng hạn như mình trade mình có top loss nghiêm ngặt, thì cái khoản thiệt hại của mình nó đến từ việc top loss và những cái lý do gì khác nữa. Chẳng hạn như bị nhảy một cái khoản gap trên thị trường, là mở cửa cái nó nhảy lên khoảng trống á, thì cái khoản top loss á, nó sẽ lớn hơn so với cái khoản mà mình dự tính. À, hay là những cái lý do khách quan nào thì mình phải biết hết là mình sẽ bị lỗ như thế nào thì mình mới kiểm soát được. Rồi tiếp tục, video đến đây là khá là dài rồi, do đó trong những cái phần tiếp theo thì mình sẽ nói tiếp, thì còn khá là nhiều.
và nên chia ra thành hai cái để mà dễ tiếp thu. Cuối cùng á, ở cái video thứ hai á, là mình sẽ chỉ cho thấy cái số liệu thực tế khi mà mình áp dụng á, là đạt được cái số liệu, cái kết quả trung bình nó như thế nào. Nhưng mà để mà đạt được cái kết quả như vậy á, phải nắm vững về cái nền tảng tài chính, là những cái mà nói ở đây nè. Có thể á, là nhiều người á, nói là nhai lại những cái lý thuyết này để làm gì, nhưng mà thực tế á, khi mà mình không có nắm được những cái điều này á, là mình không bao giờ dám làm những cái việc mà như là gồng lãi nè, rồi cắt lỗ nè, không có làm được những cái chuyện đó. Rất là sợ, chỉ cần giá nó đi một chút xíu thôi à, là bắt đầu cắt lời liền, có lời chốt liền, hoặc là cứ canh chừng liên tục để mà đánh ngắn thôi à, chứ mình không có dám gồng lãi. Cái gồng lãi nó nói thì dễ, nhưng mà để làm được á, là nó phải có đủ ba cái tố chất như ban đầu. Một là cái nền tảng về tài chính, thứ hai nữa là cái số liệu thực tế mà đã đạt được trên một cái số lượng rồi thì nó hiện ra cái con số khách quan đó. Và cái thứ ba nữa là cái kỹ năng, cái cách làm cụ thể, thì nó phải có luôn luôn có ba cái trụ cột đó thì mình mới gồng lại được, chứ không thể nào mà nói gồng lại cái là cứ đơn giản là cứ vô lệnh xong rồi cứ để đó cho nó thả nổi rồi muốn chạy tới đâu chạy, không phải. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo.